ngón tay cha, ngón tay cha bán lá đỗ. Tôi ở đây, tôi ở đây, bạn có khỏe không? Ngón tay mẹ, ngón tay mẹ bán lá đỗ. Tôi ở đây, tôi ở đây, bạn có khỏe không? Ngón tay anh, ngón tay anh bán lá đỗ. Tôi ở đây, tôi ở đây, bạn có khỏe không? Ngón tay chị, ngón tay chị bán lá đỗ. Tôi ở đây, tôi ở đây, bạn có khỏe không? Ngón tay em, ngón tay em bán lá đỗ. Tôi ở đây, tôi ở đây, bạn có khỏe không? Nhìn kìa, người tuyết Giáng sinh. Thân hình tuyết đầy, anh chính là người tuyết snowman. Dưới nắng trời soi sáng cả ngày, tan chậm sẽ làm anh thích hơn. Hãy hát một bài hát vui, mình có thể trình diễn ngày này. Snowman, snowman, tôi là người tuyết Giáng sinh. Thân hình tuyết đầy, anh chính là người tuyết snowman. Dưới nắng trời soi sáng cả ngày, tan chậm sẽ làm anh thích hơn nhiều. Bạn tôi là ngay Santa, đôi khi nói hay. Tôi sẽ nói với ông rằng bạn là đứa trẻ ngoan. Chắc chắn bạn sẽ có quà, được yêu thương hơn, được ăn thêm cái gì đó, hay là một món đồ chơi. Thân hình tuyết đầy, anh chính là người tuyết snowman. Dưới nắng trời soi sáng cả ngày, tan chậm sẽ làm anh thích hơn. Hãy hát một bài hát vui, mình có thể trình diễn ngày này. Snowman, snowman, tôi là người tuyết Giáng sinh. Thân hình tuyết đầy, anh chính là người tuyết snowman. Dưới nắng trời soi sáng cả ngày, tan chậm sẽ làm anh thích hơn nhiều. Mình thích trước băng này, mình thích đông băng. Nó trở nên lạnh giá và làm tôi hắt hơi hoài. Cà rốt mùi tôi là nó, như mọi người đều biết. Mình thích nhảy ba lê lắm đó, nếu mình có ngón chân. Thân hình tuyết đầy, anh chính là người tuyết snowman. Dưới nắng trời soi sáng cả ngày, tan chậm sẽ làm anh thích hơn. Hãy hát một bài hát vui, mình có thể trình diễn ngày này. Snowman, snowman, tôi là người tuyết Giáng sinh. Thân hình tuyết đầy, anh chính là người tuyết snowman. Như nắng trời soi sáng cả ngày, tan chậm sẽ làm anh thích hơn nhiều. À, đó là một người tuyết tuyệt vời. Đó là Giáng sinh và tôi sẽ được an lành. Tôi ngoan mà đến đưa tôi chỗ kia. Không muốn đâu quên mất tôi khi bạn mang quà cho. Tôi ngoan mà đến đưa tôi chỗ kia. Không muốn đâu quên mất tôi khi bạn mang quà cho. Santa, ngày đến đây rồi. Santa, đến chúc hân hoan. Santa, ngày đến đây rồi. Santa, nào hãy vui lên. Nó giống như là buổi sinh nhật, ăn mừng cùng với các bạn. Có thể tôi nhìn thấy bạn một khi ngủ che hờn. Nó giống như là buổi sinh nhật, ăn mừng cùng với các bạn. Có thể tôi nhìn thấy bạn một khi ngủ che hờn. Những lúc tôi không thành công, mình phải năn nỉ. Tôi ngoan mà đến đưa tôi chỗ kia. Không muốn đâu quên mất tôi khi bạn mang quà cho. Santa, ngày đến đây rồi. Santa, đến chúc hân hoan. Santa, ngày đến đây rồi. Santa, nào hãy vui lên.
treo lên chuông bóng rộn ràng trên cây thông Giáng sinh cùng với đôi vợ nhỏ xinh này. Đừng quên ngắm đo nhà. Tôi đã treo lên chuông bóng rộn ràng trên cây thông Giáng sinh cùng với đôi vợ nhỏ xinh này. Đừng quên ngắm đo nhà. Tôi chắc rằng bạn sẽ nhớ thôi. Tôi đã hứa mà. Tôi ngoan mà, tôi ngoan mà, đến đưa tôi sổ kia. Không muốn đâu quên mất tôi khi bạn mang quà cho. Santa, ngày đến đây rồi. Santa, đến chúc hân hoan. Santa, ngày đến đây rồi. Santa, nào hãy vui lên. Tôi chắc rằng tôi sẽ nhận được rất nhiều quà tặng từ ông già Noel trong Giáng sinh này. Chào các em, gặp bạn của anh nhé, ngài xe buýt. Chào Bob, sao bạn không tham gia cùng tôi trên đường đến trường? Tất cả bánh xe buýt xoay tròn, xoay tròn, xoay xoay tròn, xoay xoay tròn. Tất cả bánh xe buýt xoay tròn, xoay tròn, đi về trường thôi. Nhìn kìa Bob, họ đang gieo hạt ở đằng kia. Này những hàng cây cối xanh màu, nó xanh màu, nó xanh màu. Này những hàng cây cối xanh màu, đi về trường thôi. Ở đó có Polly đang giúp cụ Herbert. Dìu bà Herbert đi tới con đường, tới con đường, tới con đường. Dìu bà Herbert đi tới con đường, đi về trường thôi. Thật tuyệt phải không? Mọi người giúp đỡ dọn dẹp công viên. Hãy giữ sạch sẽ thị trấn của mình, rất ư sạch, rất ư sạch. Hãy giữ thật sạch thị trấn của mình, đi về trường thôi. Những việc làm tốt khiến tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Làm nhiều việc thiện khiến chúng ta cười, chúng ta cười, chúng ta cười. Làm nhiều việc thiện khiến chúng ta cười, đi về trường thôi. Vui phải không? Hẹn gặp lại lần sau. Này các em, đến giờ đi tắm rồi. Tắm nào các em? Nhưng em được rồi sao? Và em sạch sẽ hơn. Nhưng em mới vừa tắm ngày hôm qua. Chúng mình phải tắm mỗi ngày bạn ơi. Bồn tắm khiến ta sạch hơn rất nhiều. Hãy tắm đi, chà chà đi thôi. Bồn tắm khiến ta sạch hơn rất nhiều. Hãy tắm đi, chà chà đi thôi. Chà sạch đi, chà sạch đi, chà sạch đi bạn nào. Chà sạch đi, chà sạch đi, chà sạch đi nào. Chà sạch đi, chà sạch đi, chà sạch đi bằng nào. Chà sạch đi, chúng ta hãy chà đi. Hãy cùng rửa tay. Chẳng có cục xà bông. Điều đó chẳng có sao. Và ta có nước nhiều ở đây không? Sẽ nhiều cho ta sạch sẽ ngày nay. Bồn tắm khiến ta sạch hơn rất nhiều. Hãy tắm đi, chà chà đi thôi. Bồn tắm khiến ta sạch hơn rất nhiều. Hãy tắm đi, chà chà đi thôi. Chà sạch đi, chà sạch đi, chà sạch đi bằng nào. Chà sạch đi, chà sạch đi, chà sạch đi nào. Chà sạch đi, chà sạch đi, chà sạch đi bằng nào. Chà sạch đi, chúng ta hãy chà đi. Gội đầu chúng ta. Chúng em muốn tóc được khô. Ô rồi sẽ khô. Lấy một chiếc khăn tóc bạn sẽ khô. Chà chà đi thôi, mình sẽ sạch hơn. Bồn tắm khiến ta sạch hơn rất nhiều. Hãy tắm đi, chà chà đi thôi. Bồn tắm khiến ta sạch hơn rất nhiều. Hãy tắm đi, chà chà đi thôi. Chà sạch đi, chà sạch đi, chà sạch đi bằng nào. Chà sạch đi, chà sạch đi, chà sạch đi nào.
chà sạch đi, chà sạch đi, chà sạch đi, bạn nào chà sạch đi, chúng ta hãy chà đi. Bạn có thấy vui không? Bây giờ bạn có thể đi đến trường rồi. Tạm biệt nha. Này các em, hãy nhìn vào những bông hoa oải hương màu xanh tuyệt đẹp. Oải hương xanh dương thật tuyệt vời, là màu xanh của hoa, là vua tôi đây, và khi đó bạn sẽ như nữ hoàng. Nào ai nói thế thật tuyệt vời, là ai nói thế đó, từ tớ cảm thấy ở sâu trong tận trái tim của mình. Bạn thân yêu ơi thật tuyệt vời, vì chúng ta bên nhau. Cào kia trên tay bạn là chia ba đó mà. Cào ít có khô thật tuyệt vời, là được ăn chút ngô. Nào chúng ta nên hãy cùng nhau giữ ấm thân thể mình. Bạn ôm phải không nghe rất buồn, vì điều không mai đó. Bệnh sẽ chưa khỏi nhưng mà bạn phải luôn luôn nguyện cầu. Nào ai nói thế thật tuyệt vời, là tại sao như thế. Bạn có thể uống khi bạn thấy mình khát khô đó mà. Oải hương xanh dương thật tuyệt vời, là màu xanh của hoa, là vua tôi đây, và khi đó bạn sẽ như nữ hoàng. Nào ai nói thế thật tuyệt vời, là ai nói thế đó, từ tớ cảm thấy ở sâu trong tận trái tim của mình. Hãy nhìn những chú chim nhỏ dễ thương đó kìa. Tại chú chim nhỏ dễ thương đâu trên tường đó, chú tên Peter, chú tên Paul. Bay đi Peter, bay đi Paul, trở về Peter, trở về Paul. Hai chú chim nhỏ dễ thương đầu trên tường đó, chú tên cha, chú tên Lily. Bay đi Chuck, bay đi Lily, trở về Chuck, à trở về Lily. Chú chim nhỏ dễ thương đậu trên tường đó, chú tên Peter, chú tên Paul. Bay đi Peter, bay đi Paul, trở về Peter, trở về Paul.